khán giả của đài Vstar TV trên băng tần 57.11 và Galaxy 19 trên toàn quốc Hoa Kỳ và Canada có thể xem chương trình được. Và thưa với quý vị nên nhớ một điều mà cũng thắc cứ nhắc quý vị hoài, không biết là quý vị đã làm chưa, xin download lại cái app với quý vị nhé. Là cái app này đó là nó free, miễn phí. Cái hay của nó đó là khi mà quý vị download cái app vào cái phone của quý vị đó thì quý vị có thể xem chương trình của Quốc Thái, của Vstar TV trên bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào mà miễn phí quý vị nhé. Chỉ có cần khoảng chừng 2 giây đồng hồ thôi là download xuống là Vstar Television hoặc là Vstar TV, download xuống cái app đó, tải xuống đó quý vị nhá. Nhắc quý vị nhiều lắm rồi đó, quý vị làm ơn làm hộ cái vấn đề đó cho nó dễ dàng khi mà quý vị xem chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay rất là vui để trở lại trong cái chương trình của Thái Talk Show. Mong rằng là quý vị thương mến chương trình này và tiếp tục theo dõi. Tại miền Nam California thì thời tiết đẹp, thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên mình đang tiến dần đến với lại mùa hè thì nóng lắm. Nhưng mà nói về cái nóng thì chưa chắc gì đã nóng bằng như là Arizona, Phoenix mà trong những ngày vừa qua lên đến cả 120 độ, 120 mấy độ thì nó quá ư là nóng. Nhưng mà California khi nó nóng thì khoảng chừng 86, 87 độ, 88 độ, 89 độ, thế thôi rồi nó lại trở lại ban đêm. Thì thưa quý vị, du khách ở phương xa đến thăm lưu đồ Sài Gòn nhiều lắm, đông lắm. Quý vị không tin thì quý vị cứ tới Bô Xà, trên đường Bô Xà lưu đồ Sài Gòn thì thấy rất nhiều những du khách ở phương xa bảo tôi từ New York, tôi từ Florida, tôi từ Washington DC, nhiều lắm vân vân và vân vân. Thì xin phép được chúc cho tất cả các du khách ở phương xa được những cái ngày tuyệt vời ở tại miền Nam California, lưu đồ Sài Gòn quý vị nhé. Trong chương trình talk show của Quốc Thái ngày hôm nay rất là vui để chào đón một người ca sĩ đã từng đứng trên sân khấu hoạt động rất là lâu, thưa quý vị. Nói lâu thì lâu nhưng mà cái tuổi đời của cô đó thì cũng còn bé xíu, 21 tuổi là cao lắm thưa quý vị. Nhưng mà kinh nghiệm sống, kinh nghiệm về sân khấu thì cô có rất nhiều kinh nghiệm về tổ chức. Và một người pianist đã đậu thủ khoa của Trường Quốc gia âm nhạc trước năm 1975 và sau đó rời Việt Nam để qua Hoa Kỳ để sinh sống cùng với lại gia đình. Và thưa quý vị, không ai khác hơn, người này cũng đã từng hợp tác với lại Trung tâm Thúy Nga trong thời gian trước đây. Và ngày hôm nay có mặt trong phim trường của Vstar TV, xin chào đón nữ ca sĩ Phi Khanh. Hello Phi Khanh. Mình chào Quốc Thái. Chào chị. Chị có khỏe không? Mời chị có vài lời đến khán giả của Quốc Thái. Vâng, Phi Khanh xin kính chào quý vị. Nghe Quốc Thái nói rất lâu, nghe xong nó lâu thế. Ngày hôm nay Phi Khanh rất là vui. Mỗi lần mà được lên để tiếp chuyện với quý vị và gặp gỡ Quốc Thái thì Phi Khanh rất là vui. Ngày hôm nay như Quốc Thái nói là mình bước vào mùa hè. Đúng rồi. Quốc Thái nói là Cali nóng chứ chị thấy it's ok, tại vì nếu mà so với những nơi khác thì mình quá là may mắn. Dạ, chị Phi Khanh lúc nào cũng thích nóng, không thích lạnh chứ. Với lại Thái thấy buổi tối Cali nó dịu lẹ lắm. Sáng cũng mát, xong tối mát, chỉ có buổi trưa vài tiếng mình bị nóng thì it's ok. Rồi. Nếu mà nói đến chị Phi Khanh thì phải nói đến gia đình của chị Phi Khanh. Chị Phi Khanh sinh hoạt dạo này như thế nào? Gia đình ra sao và mọi người đều khỏe mạnh nhé. Hai tháng gần đây là một ngày Phi Khanh làm việc 16 tiếng đó Quốc Thái ơi. Ha, một ngày có bao nhiêu tiếng ta? 24 tiếng mà người ta bảo làm việc 8 tiếng một ngày thôi chứ làm gì 16 nghe là double. Quá sức lao động. Sao giờ còn khỏe mạnh quá vậy nghe? Trời thương. Thật sự ra thì tại sao phải 16 tiếng đây? 16 tiếng tại vì hai tháng gần đây vũ trường Blue có thêm món phở. Nghe nói phở thì giản dị ha, nhưng mà thật sự nó không có giản dị như vậy. Tại vì thứ nhất đó là tại vì nhà hàng Blue nó quá lớn, một khi mà mình làm một cái gì đó mà để mà phục vụ cho một số đông khách như vậy thì mình phải sửa soạn rất nhiều và phải làm sao cho món phở lúc nào cũng ngon như là mình giới thiệu. Và cái mà Phi Khanh rất là vui là khi mà khách đến ăn á đều nói là như lời Phi Khanh giới thiệu. Lời Phi Khanh giới thiệu là cái gì ạ? Là phở ngon, không bột ngọt, thịt mềm, giá rất là phải nhẹ chăng? Nhàng. Nhẹ nhàng. Phi Lê Minh mà có 6.99 thôi. Vậy thành ra khách tới đông đúng không? Mà khách tới đông thì vui vẻ thì phải làm nhiều đúng thì vậy. có tiền vô thì cũng là vui vẻ, hạnh phúc thì được rồi. Cái gì nữa? Bây giờ thì được 2 tháng rồi cho nên nó vẫn khá vững. Vậy hả? Khách vẫn tới đầu đầy rất đủ. Rất là đông và... Tại vì chị Khanh biết là khi mà làm business ở tại miền Nam California đó, có nhiều nơi đó, chắc mình nói thẳng với quý vị là quảng cáo mạnh thì đông thì là đông, nhưng mà đông lúc đầu thôi. Cái từ vắng. Bởi vì sao? Đầu tiên là cái cách phục vụ, thứ hai là nữa thức ăn ở tại những cái chỗ đó nó không có consistency, là không có đều, ngày hôm nay vậy ngày mai khác, ngày mốt lại thay đổi. Thành ra cái đó làm cho cái người đi ăn đó, người ta cảm thấy là hình như là người ta bị cheat á. Là sao ta, bị ăn gian hả?
Đúng rồi. Ngày hôm nay vậy, ngày mai tự nhiên ấy, hôm nay chẳng hạn như là phở nhiều thịt, cái ngày mai phở ít thịt đi. Đó là lý do tại sao mà Khanh làm 16 tiếng một ngày, là lúc nào cũng có mặt ở đó để make sure là để chắc chắn là khi một tô phở ra là nó đều. Ồ, chị lại phải đi thế. Nếm chứ không phải là thợ nấu, mà là thợ nếm. Ý chị muốn là chị là QC, mà Mỹ kêu QC là quality control mà. Đó, bởi vậy cho nên là ở trong bếp họ sợ Phi Khanh lắm, là tại vì ra mà không đúng là Phi Khanh bắt đem vô làm lại. Really? Yes. Có vụ đó nữa hả? Đó. Để mấy ông bếp này ông bà chủ khó tính quá sao? Thì Khanh hay nói với nhà bếp là tôi không có khó chịu, tôi khó tính. Hai cái nó khác nhau nha. Khác nhau là sao ta? Khó tính vì xin lỗi chị Khanh, qua này lâu quá rồi tiếng Mỹ không biết, tiếng Việt cũng quên hết rồi. Chắc quý vị biết khó chịu là khó chịu lòng người đó. Ok. Còn khó tính là mình cái standard của mình là phải như vậy. Không có được thấp hơn. Rồi. Đó. Thành ra chị là khó tính. Khó tính. Okay. Nhưng mà chị khó tính như vậy là tốt cho khách hàng tới với chị. Tốt cho khách hàng. Đúng không? Yeah. Thành ra vẫn tiếp tục tới. Phải chúc mừng chị Phi Khanh nha. Ngoài những cái món phở 699 thì còn gì nữa không? Đó, sau khi phở vững rồi thì giờ khách tới nói là như vợ tôi thích ăn phở nhưng mà vợ tôi lại không thích ăn phở. Đúng. Đó, cho hoặc nên là tới ăn phở hoài thì cũng đâu thì cũng có đó, phải không? Cho nên là Phi Khanh lại thật sự ra khi mà mình ở đó 16 tiếng thì mình không có đi đâu ăn được. Thì mình mới nói ông bếp là anh ơi làm cho tôi tô canh hay là làm cho tôi món cơm gia đình. Ý, nghĩa là chị Khanh nói ông bếp vậy đó. Làm cho mình ăn đó, tại mình đâu có thời giờ đi đâu đâu. À. Thì khi mà ông nấu xong mình nói trời ơi ngon quá. Sao ngon quá vậy nè. Là mình lại khám phá được cái tài của một người bếp khác. Tại giờ hiện giờ trong bếp nhiều người lắm. Thì mới nói ồ ngon như vậy thì tại sao mình không làm một cái menu để gửi đến quý vị luôn. Thế là lại có thêm một món cơm gia đình. Ồ, cơm gia đình á. Gia đình. Nhưng mà cơm gia đình ở đây ở Blue khác là thường thường cơm gia đình là hay đi cơm phần. Ví dụ Quốc Thái đi ăn cơm phần, Quốc Thái phải bắt buộc là mặn rồi chay rau rồi canh. Nhiều khi đi có một người phải bắt ăn 3 món hoặc là đi 2 người nhiều khi không muốn ăn. Còn ở Blue thì quý vị đi 2 người kêu một món cũng được. Có quyền chọn lựa ý đó vậy hả? Có quyền chọn mà không có bắt buộc là phải bao nhiêu món. Mà mỗi món có đắt không? Có 6.99 đồng. Sao hình như là Phi Khanh thích cái chữ 699 vậy vậy ta ơi? Cho nó dễ nhớ. Tại vì 6 này đi ngược lên rồi 9 nó lại đi ngược lại. lật với lại nó nhẹ nhàng, nó vừa túi tiền mọi người. Cơm gia đình mà nó đắt quá thì mọi người đều thích ha. Cho nên bây giờ mấy chị nội trợ đó, thay vì mỗi ngày đi làm về phải đi chợ, về xong rồi nhặt rau, xong rồi rửa, xong rồi nấu, xong rồi tới lúc mà ăn nó là mất mấy tiếng rồi. Mà nhiều khi làm ở nhà nó còn đắt hơn là đi ăn tiệm. Cho nên là bây giờ khách đến cũng rất là đông. Good. Vâng, chúc mừng cho Phi Khanh. Như vậy thì Phi Khanh cho quý vị khán giả nào mà chưa biết về Blue cái địa điểm hoặc là cái số điện thoại để liên lạc đi. Dạ vâng, thưa quý vị, Blue nằm ngay trên đường Beach ở Westminster, rất là dễ kiếm, ngay góc Beach và 13. Đấy. Ngay gần tòa án. Số điện thoại đó, số điện thoại là 714-903-7770. Và chị Blue đọc nhanh quá. Dạ, 903-7770. Đúng rồi đó. Đó mới là đúng về truyền thông. Okay. Còn cái kia là ca sĩ lên sân khấu hát nhanh có lẹ đi xuống. Dạ. Và thưa quý vị, Blue mở cửa từ 8 giờ sáng lận để phục vụ quý vị. Mới thêm hour. Thêm, tại vì mọi người nói là mở trễ quá ăn phở. Phải ăn điểm tâm. Mà Quốc Thái biết không? Sao? Mình qua Mỹ lâu á. Mình đâu có nghĩ là ăn điểm tâm, ăn phở. Quốc Thái thấy không? Mình ăn cereal, oatmeal, sandwich, bánh mì. Mà tới hồi mà mình thấy khách yêu cầu làm ăn phở để ăn buổi sáng. Cái chị nghĩ là ăn phở buổi sáng nó nặng nề lắm phải không? Nhưng mà có một hôm ăn thử. Ăn phở buổi sáng ngon thật đó. Chị ơi chị, em nói chị nghe nha. Ở Việt Nam á, là sáng sớm đi ăn phở chị. Nhớ ba chở chị em mình đi ăn phở tàu bay buổi sáng sớm mỗi thứ bảy chủ nhật thấy không? Thì đó, chị mình lâu quá, mình quên rồi mình ăn. Không, thật ra chị quên chứ mọi người khác không quên. Vậy đâu, thì đó bây giờ mới biết. Cho nên là mở 8 giờ, 8 giờ 10 đã có khách rồi. À vậy là. Ngoài ra thì nào là phở nè ha, đúng không? Phở philê 6 đồng 99.
những cái món cơm gia đình cũng 6.99 cho một món, còn những món gì nữa kể nhanh trẻ lại cho mọi nhiều, người nghe. Nhiều lắm ạ, tại có steak, có salmon fillet, có bánh ngon nhất là bánh xèo. Rồi. Rồi chả giò. Chả giò dạ. Vâng, nhiều lắm quý vị. Nếu mà quý vị chưa có dịp đến Blue thì Phi Khanh xin quý vị thử một lần thôi. Lâu lâu quý vị thích đi ăn ở ngoài thì quý vị ghé Blue thử cho Phi Khanh một lần, cho Phi Khanh ý kiến. Nhưng mà dạ. Phi Khanh, chị Phi Khanh, chị biết rằng là ở đó không phải là chỉ có món đó không, mà buổi tối khuya khuya còn có món cháo, còn có những cái món mà nhậu ở trong đó như là có ốc, có lẩu nữa, có. Đầy đủ hết phải không? Có đầy đủ, mà có cả món chay nữa. Có chay nữa? Có. Và thưa quý vị, bây giờ đó ở trong nhà bếp của Blue có đầy đủ thứ hết á, mặc dù trong menu không có mà quý vị yêu cầu cũng làm được luôn. Nào, nói á, nói là phải giữ nói lời là phải nha. Giữ lời nhớ à nha. Wow, thì nếu nó không bây làm giờ được Thái bảo rằng là chị ơi chị ngày hôm nay cho em ăn canh hủ qua nhồi thịt có được không? Dư sức luôn. Oh really? Yeah, tại có hủ qua có thịt, nhồi vô làm liền ngay tại chỗ. Cũng hay ha. Ok chị ơi cho em ăn trứng mà gọi là kho với lại thịt tàu gì đó được không? Được, ăn có với lại luôn. Dưa giá với lại quý vị cà pháo mắm tôm được không? Dễ thôi, cơm gia đình là phải có mấy cái đó chứ. Thôi thưa quý vị, tại sao quý vị không tới một lần để biết cho quý vị nhá, kéo nguyên cả gia đình mình tới, họ hàng thân hữu, bạn bè và kể cả cái ông hàng xóm bên cạnh kéo tới luôn ăn cho nó vui quý vị. Blue ở khi với trường Blue trên đường số trên đường, Beach, dạ đường vâng. Beach và số đường 13 ở thành phố Westminster quý vị. Số điện thoại một lần nữa chậm lại 714-903-7770. Dễ thương không chị Phi Khanh thưa quý vị. Sau phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài đó, thưa quý vị, Quốc Thái muốn trở lại những cái thời xa xưa của nữ ca sĩ Phi Khanh khi mà bắt đầu bước chân đến Hoa Kỳ cùng với lại gia đình, và một số các sinh hoạt của cô như sau trong những ngày tới đây, quý vị cùng với chúng tôi theo dõi quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Cảm ơn. We'll be right back.